Anh, giờ em cho anh 5 triệu, anh có lấy không? Ok. 10 triệu. Vứt vào mặt anh đi. Ôi trời ơi. Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, đàn ông mà đi ra ngoài với quá nhiều tiền trong ví á, thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Anh cầm tận 10 triệu thì người ta sẽ bu lấy anh, ông bướm vây quanh anh, rồi họ cũng sẽ vì đống tiền đó mà lấy lòng anh. Rồi anh sẽ xa chân lỡ bước, tan cửa nát nhà, mọi thứ mất hết. Mất hết tất cả. Anh sẽ để chuyện đó xảy ra ư? Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Anh có muốn nhận kết cục đau buồn đó không? Anh mà nhận số tiền này, tức là anh muốn bị lừa và anh tự đặt bản thân mình vào nguy cơ bị lừa, rất là nguy hiểm luôn. Với lại á, em chỉ sợ lòng người người ta tham lam, người ta chỉ quan tâm đến tiền của anh rồi làm hại anh, làm anh nguy hiểm. Trời ơi, em không bao giờ sống một mình nếu thiếu anh đâu. Vậy anh có muốn lấy 10 triệu này không? Anh không. Đến nữa em đưa cho anh 20 ngàn nhá. Mà thôi, 100 ngàn luôn. Hào phóng vậy luôn đấy. Hả? Mời đã. Ít thứ tư ngang như của em, để anh được bình an trọn đời trọn kiếp. Em sẽ bảo vệ anh mãi mãi.